Harry. Dạ. Chào em. Dạ chào chị. Hôm nay em đến đây em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy có cái gì đó nó vui vui. Dạ. Chị chưa cảm thấy có gì đó vui vui. Em thấy cái mặt, nhìn mặt ổng là em thấy vui vui rồi. Harry có xem chương trình Hát Mãi Ước Mơ chưa? Dạ em có. Harry cảm thấy đây là một chương trình như thế nào? Cái chương trình này làm cho em phải suy nghĩ rất là nhiều thứ. Là giống như hồi nhỏ em đã suy nghĩ là mai mốt mình lớn lên thì mình sẽ giúp người này người kia. Tại vì hồi nhỏ em cũng sống hoàn cảnh rất là khó khăn. Nhưng lâu lâu mình bận rộn và xong mình ngày nào cũng sống rồi thì tự nhiên một hơi thì mình tự nhiên quên là hồi nhỏ mình đã nghĩ cái gì. Mà bây giờ thì mỗi lần em nhắc lại để em có thể sống lại giống như hồi xưa em đã suy nghĩ. Chị hiểu không chị? Chị nghĩ là chị có khả năng hiểu nhưng mà chị không thể kiềm chế được cái gương mặt của chị nãy giờ. Dạ. Chị xin lỗi em chia sẻ về một điều rất sâu sắc nhưng mà chị bị mắc cười. Là lý do cái cách mà đặt câu của em á, dạ, nó ngộ nghĩnh lắm. Mà nó đáng yêu mà nó cũng lạ lùng lắm. Tức là chị đang khen em phải không? Dạ em cảm ơn chị đó. Dạ cảm ơn chị. Không, em thì thật sự lúc nào cũng nói nghiêm túc nha, nhưng mà ai cũng mắc cười. Đó là cái khổ đó, nhưng mà cũng là cái sung sướng của một ai đó khi sống gần em đó. Dạ đúng rồi, bởi vì ông này suốt ngày nói em khùng á. Vậy mới sát vô cái hộp. Rồi bây giờ chị mời em về cái ghế của em nha. Vâng. Xin chào quý vị, lần đầu tiên Harry đến với chương trình Vị Tài Tí Hòn. Cái gì? Chị ơi, hòn. Vị Tài Tí Hòn. Trời ơi, biệt tài tí hon bà ơi. Vị Tài Tí Hòn. Tí hòn, trời ơi, tí hòn. Dạ vâng, tiếng Việt rất là khó. Vâng. Harry Won lần đầu tiên đến với chương trình Biệt Tài Tí Hon. Và hôm nay có thể gặp được gì nữa? Tôi sai nữa hả? Không chị, rất tình cảm, rất xúc tích, đầy cảm xúc, mạnh mẽ. Fighting. Theo cái chuyên môn của em nhé. Có chuyên môn hả? Em có chuyên môn. Ok, thực lực luôn hả? Cũng ngưng ngỡ Sam đó. Cái gì ngưng ngỡ là gì? Ngăn ngỡ. Ngang ngửa. Ngang ngửa. Ngang ngửa Sam đó. Nói chung là bé này ca hát thì cảm thấy không được nè. Thì không có ca hát không giỏi thì sang tác bài hát cũng là rớt nè. Người mẫu thì có vẻ cũng được nhưng mà chưa chắc. Rồi hướng dẫn tạo dáng thì mình cảm thấy chưa có được cho lắm. Và đăng nghi chữ còn lại Nguyễn Ngọc Tâm đang có chuyện còn lại. Hợp tác đi chồng ơi. Ok. Dạ. Mới thấy vòng đầu tiên hòa hợp lắm mà tới thứ hai là bất hòa rồi. Nói chung là Harry muốn gửi lời là chắc là bạn này liên quan tới diễn xuất. Phi Dragon nhí kìa. Xịn ơi. Khỏi vụ em ơi. Khỏi. Cái tên nó nói là tất cả. Đúng. Chất khí ra tất cả. Chất khí ra tất cả. Khí chất má ơi. Khí chất. Trời ơi. Phải nói là ở trong cái showbiz này mà một khi mà anh Thành mà nói á thì không ai có thể làm anh ngưng lại được hết trơn á. Nhưng mà chỉ duy nhất một cô gái này thôi. Rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Còn ai nữa? Bắt đầu cảm thấy lo rồi. Bà chế quyền lực. Trời ơi. Bà chế hai lần thứ hai rồi bà chế quay lại sao? Bữa nay đi event. Dạ bữa nay Harry đi event. Đúng rồi, mặc đồ rất là lộng lẫy, rất là sao ta, sang trọng. Không biết có lấy lòng của mấy bé có được không? Đấy, bây không giờ biết là có lấy lòng mấy bé hay không mà thấy lấy đèn của mọi người hết rồi đó. Bao nhiêu đèn là tập trung vô bộ đồ hết rồi đó. Để em tập trung vào, để anh hiểu không? Để mấy bé chú ý cho mình. Mấy đứa bé nó rất là thích cái gì mà nó lấp lánh, nó chớp chớp lắm. Cho nên nó chỉ cố tình trên mặt vậy đó. Có còn cái con người nào mà tới một cái chương trình dành cho trẻ con mà ăn bận mà nó lố còn hơn là hoa hậu đi dự thi cái gì mà hộp. Quá trời hộp. Sao rồi? Quá trời hộp. Đây là một bộ đồ rất đẹp anh Thành à. Đẹp ơi là đẹp, còn mấy cái đồ của anh nó như cùi bắp. Mấy cái đồ gì đâu mà. Cái này lấy gì vậy? Chị. Cái này
là cái gì? Trời ơi, cái gì vậy? Cái xì tin người ta. Chị Harry hả? Chị mượn dòng họ em, chị nói không xì gì. Dòng họ gì bắp cho em. Em bắt đầu cảm thấy lo cho anh Thảo. Người ta áo trend rồi, bắp. Thưa cái gì, áo nào đẹp hơn? Áo của Harry đẹp không phải không ạ? À xin. Muốn phát lương không? Thôi, bỏ. Bé này nãy là nó hát là hát quan họ rồi đó. Ừ. Chắc chắn là hát rồi, cái này là chắc chắn hát rồi. Không phải là tất cả đều sai đâu. Để gì xào xào vụ vụ mình lựa đó. Bà Chi. Cái gì? Bà Chi thấy sao? Bà Chi thì thấy là nói chung là đó hát quan họ là chắc chắn là có thể là hát thiệt rồi đó. Tại vì những cái thái độ của bé và cái lời này nó khó thấy mồ luôn, mà bé thuộc được cái đó thì chắc chắn là hát được rồi. Cho hát nhép quanh họ cũng rất là khó lắm đó. Mình nghĩ là hát nhưng mà không biết là có giỏi về cái này không hay là giỏi về cái khác. Ví dụ như là hát nhạc thiếu nhi chẳng hạn. Ê sao bà nói hồi cái nó về lại vị trí cũ của ta. Nhức đầu rồi đó, nhức đầu rồi đó. Đó, ai thông minh sẽ hiểu thôi. Trời ơi, như một nhát dao đâm vô bốn đứa mình. Giải thích giùm đi. Vậy đâu chứ sống vậy đâu chứ chưa ai hiểu hay đâu nha. Trời ơi, bây giờ quan trọng là hát quan họ thì có khả năng rồi đó. Nhưng mà có nhắm bạn này hát tiếng Anh được không ta? Có khi nào bé này hát quan họ bằng tiếng Anh không? Trời ơi. Ê, cũng có thể chứ bộ. Có nè, có nha. Có, cái bộ môn đó có à. The bird fly into the sky. Fly out, fly into the sky. Ê, có bao giờ là hát quan họ không? Tôi vô mình nghĩ sâu xa. Mình bị phức tạp quá vấn đề đó. Bà chết hay sao? Vậy thì hát nhép. Đó, hát quan họ mà hát nhép luôn. Ồ, ồ. Hồi nãy giờ. Em ơi, bé Sam ơi, số sau nếu mà Harry có quay lại em nhớ nói cái người mà bị cả thế giới quay lưng là không phải là anh nha. Có thể mà cho cái chỉ số thông minh của mình nó tỷ lệ thuận với bộ đồ được không? Thưa cái gì cũng biết, Harry đang sống chung với ai? Trứng hạch. Sống chung với một người cực kỳ thông minh, cực kỳ sáng suốt thì mình bị lây, hiểu không? Đó, thì càng ngày càng bị lây sao mà càng ngu. Đấy. Ê, cái này là cái đường truyền nhiễm chứ đâu phải đường lây. Hả? Tại sao mà cái hay ho không lấy cái ngu lần sao trời? Tức là mọi người ai cũng tưởng anh ấy thông minh nhưng mà hóa ra ngu, đó vậy đó. Trời ơi, nói ổn vũ vậy mà không có hiểu gì hết trơn. Trời ơi. Nhiều khi có những chuyện mà trong gia đình không nói được với nhau phải đem lên sóng truyền hình nói vậy đó hả? Gia đạo bất hạnh. Và câu hỏi đầu tiên dành cho cô. Đó là gì? Đó là cô hãy kể về một câu chuyện cổ tích Việt Nam. Không, lại không hiểu câu hỏi. Cổ tích Việt Nam. Chuyện tâm cá. Wow. À. Và sau đây thì cô hãy kể câu chuyện đó. Thì có cô Tấm và cá. Cô Tấm là rất là đẹp, rất giản dị, rất hiền lành, rất hòa đồng với mọi người. Thì cô Cám rất xấu xí, nết kỳ, tán kỳ, ngoại hình kỳ cục luôn, mà mập nữa. Và ở nhà cô Tấm lúc nào cũng làm cái này, làm nội trợ, làm việc nhà đủ thứ hết trơn. Thì cô Cám đứng kế bên phá tán hết, đánh người ta, rồi hả, nói xấu người ta. Nói chung là cái gì mà liên quan tới xấu là cô Cám làm hết. Và có một người mẹ là mẹ Cấm xuất hiện. Mẹ Cấm cũng rất dữ và cũng hay bắt nạt cô Tấm. Chờ được không cô? À, cho con hỏi một tí. Ok. Là chỉ là mẹ Cám, thế thì Tấm là ai là mẹ ạ? À, mẹ của Tấm thì không có, nhưng mà mẹ của Cám thì có. Tức là mẹ đó là mẹ kế của cô Tấm. Ừ, đúng rồi, mong quá. Em mong quá chị trả lời đúng rồi. Xong đó là cái gì ta? À, có đậu. Có đậu. Có đậu. Có mấy cái đậu nành ấy.
Bà lên tới Đà Lạt rồi, bà lên. Bà lên tới Đà Lạt có đầu nành, bà lên tới Đà Lạt. Câu hỏi thứ hai, cô hãy đánh vần từ ngoằn nghèo. Cái gì đánh vần ngoằn nghèo? Ngoằn ngoèo. Ngoằn ngoèo. Đánh vần là cái gì ta? Ô vuông tam giác tròn. Không giỡn thôi nha. Tự đánh vần đi. Ví dụ như là đi làm là am mà am là am lam quyền làm. Là phía sau là lúc nào cũng có cái chữ AM. Và phía sau lấy hồi đó bà có đi học không bà? Thì mình đọc chữ thôi hả? Thì bây giờ chỉ đánh vần chữ ngoằn ngoèo thôi. Ráp mấy cái chữ lại với nhau á chị. Ngoằn nghèo. Coi như câu này cô đã bị mất điểm đúng không con? Mình trừ điểm cô đi. Không có trừ điểm cô, nhưng mà câu này cô sẽ bị không điểm. Đúng rồi. Ok, cô chấp nhận. Câu hỏi tiếp theo dành cho cô. Sông gì có 9 con rồng? Sông gì mà có 9 con rồng? Chính là cửu long. Là long là long. Long là long. Rồng chị. Long. Long là long. Đúng rồi. Là sông cửu long. Thắng rồi, chú thắng rồi. Ba câu hỏi rồi, gia đình lên chúc mừng đi. Gia đình lên chúc mừng. Trời ơi, chú thắng rồi. Cô Harry Won thì coi như là đã cầm chắc phần thắng trong tay khi mà trả lời được 3 câu hỏi. Tiếp theo, sông gì không bao giờ hôi? Sông gì không bao giờ hôi là sông Thơm. À, sông Hương. Giỏi dễ sợ luôn á. Bà tự nói sao bà tự khen bà luôn. Có vẻ là cô chỉ sai đúng câu duy nhất. Cô rất là xuất sắc. Vậy là cô thắng rồi phải không? Tất nhiên là thắng rồi. Tuy nhiên thì con muốn hỏi câu cuối dành cho cô. Câu cuối thì sẽ đánh giá thông minh hay không là đoạn này. Sông gì không bao giờ nổi lên? Sông gì không bao giờ nổi lên được? Không bao giờ nổi lên là sông ngầm. Là sông ngầm. Mỗi tội là ở Việt Nam không có sông ngầm. Vậy là sông gì đấy? Sông đáy á. Sông đáy. Sông đáy. Đã ở đáy thì không bao giờ nổi lên được. Và sau đây thì thời lượng chương trình đã kết thúc. Rất cảm ơn cô Harry Won đã tham gia. Trời ơi em. Ủa cái phản ứng của anh là đang thích hay là đang anh không vui vậy? Anh Hân Quang đó vợ. À vậy hả? Nó nghe là không biết cái lý do gì em luôn là cái nguồn cảm hứng với Trấn Thành vậy em. Em nghĩ thế này, anh hãy nhìn xung quanh Trấn Thành đi. Tất cả những người bạn Trấn Thành, tất cả những người xung quanh Trấn Thành, có ai đẹp như em đâu. Nói xong nghe muốn đột quỵ luôn vậy đó. Thật sự là vậy nè. Anh có để ý không? Ở trong ông mình ra gì rồi? Thiệt, ở nè. Trong ở nè, trong nè, nghe, nghe, nói lại. Em không coi anh ra gì rồi. Nè. Dù gì anh cũng là diễn viên điện ảnh nha. Người ta nam thần điện ảnh mới tập tạ bùng mở mới mất. Mới mất mà. Mới mất. Nói là yếu luôn, gặp nó yếu luôn á. Bình ơi Bình. Dạ. Cái bên chị là, cái bên em là ai? Là chị á hả? Ừ. Em không có coi ra chị gì hết trơn hả? Coi ra chị là cái gì? Không coi chị ra gì hết. Không coi chị, chị ra gì hết trơn hả? Đã dập người ta còn văn dụng về nữa. Ê. 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 Không có nghĩa là nó nói là nó đẹp à, nên là nên người ta bu nhau hãm hại đúng nó rồi đó. Hiểu ý em đó. Ừ giỏi. Không mấy bây giờ nè, bữa nay Bình nó đẹp quá, cất Bình ra góc ngồi riêng đi được không? Cái gì nữa có anh cái chuyện đó. Vậy bây giờ Harry, em muốn về đổi ai, đổi chồng em hay đổi bạn chồng em? Anh Nghĩa ơi, thật ra em phải nói như thế này, một bên là người yêu và một bên là một anh trai rất là em thích trong nghề. Rất là em thích trong nghề hả? Dạ. Dạ đâu, quen đi, tập quen đi. Dạ. Bảo vậy mới cần cô giáo, gia sư đó. Cho nên, em, riêng em, đôi nào cũng như nhau thôi. À. Bây giờ quan trọng là Trình Thăng Bình không thích ai hơn. Ừ. Để chọn cái đội thích, vậy thôi. À. Đưa hàng của liền không gánh nặng nữa, đưa qua kia. Có gì, em có thì gì? Chọn ai cũng được em hết trơn. Đúng hồi rồi. Hồi nãy ở trong hậu trường,
Trịnh Thanh Bình phỏng vấn nói hay lắm. Trịnh Thanh Bình sẽ nói lý do vì sao Harry không về đội Trấn Thành. Tại sao? Mời Trịnh Thanh Bình. Em thì là em có nghĩ vậy nè. Em nghĩ là chị Harry với lại Trấn Thành là hai chồng ở chung nhà. Mà dẫn giờ đi game show mà hai người ở chung nhà nữa nó kỳ. Ô, chắc chắn là nó chỉ có với em kỳ thôi, còn anh với em vẫn ngọt ngào vui vẻ mà. Dạ, dạ, đúng rồi. Đúng. Nó vợ chồng mà em. Anh hiểu không? Không. Anh không. Anh hiểu em, anh hiểu không? Không. Hai người là chung nhà với nhau á, chị hiểu không? Ừ. Thì gặp nhau hoài, gặp nhau sáng, gặp nhau tối, gặp nhau rồi mình nói chuyện với nhau quá nhiều, mình đã chung một cái chiến tuyến quá nhiều rồi, chị hiểu không? Em hiểu không? Em hiểu không? Hiểu không? Tức là bây giờ nè, em hiểu không? Nó dạng nói quá trời mà mọi người không ai hiểu gì hết trơn rồi. Em hiểu không? Tức là bây giờ không ai muốn nhận em về hết trơn rồi. Em như là bụi đứa con vô thường nhận, em hiểu không? Em không hiểu kệ em mà mọi người đều hiểu. Hơn. Đúng không em? Nguy hiểm lắm, rất tỏ vẻ nguy hiểm. Cho anh biết cảm giác của em. Hai chồng nói chuyện mình, không ai hỏi thăm gì tới em. Như. Dạ, sao anh Thanh? Ngồi đó chơi đi em. Em thấy sao vậy? Em thấy có gì đó hình ảnh ấy. Nó thôi nghỉ luôn đi anh ơi, nghỉ luôn anh đi. Nói chuyện em gì hơn rồi. Anh xin lỗi, anh trao nhầm niềm tin. Mực khổng lồ. Mời xem nha. Lên. Trời ơi, nó bự bằng cái mặt quá. Ủa, có con này hả? Ngon thật sự. Wow. Ủa, mình có được ăn không? Không. Không. Trên... cái xe này á là đầu hẻm đường Lê Văn Sĩ. Mà cái hẻm đó là thông qua bên Đặng Văn Ngữ. Biết luôn hả? Gần nhà em luôn hả Giang? Ăn mực chưa? Chưa ăn nhưng mà đi ngang đó thì hay thấy một cái cậu bán, không phải cậu này. Bữa đó đang đi cái cha này mua mực. Xong cái nói ê cho mượn cái xe anh quay. Mà em làm như nguyên cái đoạn đường đó có một cái xe bán mực không bằng. Khúc đó có một chiếc à. Nhưng mà quan trọng như vậy nè anh. Cái này không biết thiệt. Có con mực bự vậy luôn hả? Anh bữa nay mới biết luôn á. Con mực 70kg cũng có nữa chứ. Trời ơi, nó bự bằng cái nhà anh luôn nữa. Gì? Cái gì vậy là? Trời ơi, cái đó con diều rồi. Có nhiều con mực nó bự lắm. Ở ngoài là không, nó con bạch tuộc. Lập lập về lập. Con đó là con diều. Ở con mực mà 5-7kg là bình thường. Mình bỏ qua cái vụ con mực được không? Đúng rồi. Giờ mình bài vô giọng hát đi. Tự nhiên con mực nó hấp dẫn mọi người quá. Mọi người quên đi gánh trà này là hát hay hay không hay. Đó là điều mình đang muốn nói đến. Em bữa nào mình đi ăn mực cái chỗ đó ngon. Mình phải ăn. Hồi nay em nhìn là em đã ngắm rồi. Và bây giờ em không còn biết là bạn kia có hát giỏi hay là hát dở. Phải chọn bạn kia để hỏi cái địa chỉ bán ở đâu. Đi ăn mực. Đi ăn mực. Hai vợ chồng ảnh thật luôn ha. Hai chồng sành ăn thành ra khát mực là mừng rồi. Nè nghe, em bị chọn là do em bán mực đó nha em. Không, cậu này hát không hay đâu. Không, mà nhìn cái là biết không hay rồi. Ừ, sao vậy? Tại vì đẹp trai, không có đẹp trai nào mà hát giỏi hết trơn á. Ủa, rồi đây sao? Ý em á là những người mà đẹp trai mà hát giỏi là trở thành ca sĩ hết rồi. Còn đây là người bình thường. Tại người ta chưa có cơ hội thôi em. Thì chưa có cơ hội thì đến giờ này thì chưa được ca sĩ là em nói đúng đó. Thanh ơi, dịch giùm anh coi làm sao em. Thật ra không phải vợ chồng là cứ hiểu nhau hết đâu. Ủa dạ. Cũng không hiểu luôn hả? Harry ơi, anh nói thật, cái phong thủy cho em hợp bên đây hơn nha. Ừ. Thấy chưa, nói chi cho người ta dập mình, thấy chưa? Do thằng chồng. Do tay chồng rồi. Thời của em tới rồi anh Nghĩa. Lên luôn em. Lên luôn, nhân dịp lên luôn Như. Lên nói rồi. Hai đứa đừng có nói chuyện với nhau nữa nha. Ủa không lên được hả? Quỳnh Lập, em thấy sao? Cái phong thủy của bạn này không có hợp với thịt heo. Tại vì em để ý ai mà bán thịt heo là cái người người ta xồ xề lắm, nọng dữ lắm. Em nói vậy là anh Nghĩa bán lâu rồi đó. Đó là em xin của chương trình đó. Anh Thành ơi, chắc anh không có nọng. Anh không có. Hình như là em thấy nãy giờ em để ý nha, ba cái video vừa rồi hình như nó cũng có màu đỏ trong đó. Cái anh đầu tiên có một cái chậu màu đỏ phía sau, cái anh thứ hai có một con mực màu đỏ phía sau. Nó nghe nè, là dạo này hết đi diễn viên rồi đi làm thầy phong thủy rồi hả? Thì đó, cho nên là em đang hoang mang liệu cái màu đỏ này có hợp với mình hay không. Trời đất ơi, cái gì vậy? Em mặn kim á, tại vì mặn kim này màu vàng. Trời đó, đi sâu luôn. Nó biết khắc cái mặn quả. Hay hay dở cưng, hay dở. Cô đẹp sẽ là hát hay. Không, theo cái linh cảm của em là không có hay. Cái phong thủy nó mách bảo em như vậy. Trời ơi. Thôi bây giờ phong thủy nhà Trấn Thành nè. Harry, mời em. Em cũng mặn kim nè. Trời, tới bà nữa hả? Không nha, kim gái với kim trai là khác nhau nữa nha. Hai cái kim nó không giống nhau. Anh kim chích nè. Tập trung chương trình giùm gái. Nói chung là em thông qua cái này thì em biết được là cô này không phải là người bán thịt heo.
Người ta hỏi hát hay hay không, bà lo cái vụ thịt heo, thịt bò. Ăn nhìn cái con mực là cái gì, đói là cái thịt heo với thịt bò. Trời ơi, có chơi bằng người, cứ bác kìm gậy như vậy hoài nên em không nhìn món ăn em thèm vậy nó. Trời ơi, chúng tôi tưởng đang tham gia chương trình của trường mầm non không? Trời ơi. Wow. Hát dở. Tại sao? Cảm giác vậy anh. À, cảm giác thôi. Thành, em có phát giác ra điều gì không? Bạn tên là Nghĩa, nhà đường Trịnh Đạo. Thì không anh. Gia đình có 7 anh em. Và hãy tỉa chân mày cho Bến Thành. Câu này là hát, cái dòng mà hát mà dạng này là dạng kiểu như là rất là nghiêm túc. Và cái gì cũng là thanh niên nghiêm túc, anh hiểu không? Mà hát cái là bể, anh hiểu không? Ừ. Anh có hiểu không? Ừ. À, tại sao không hiểu, không hiểu ý em? Anh hiểu rồi. Em mệt mỏi quá, cho em chuyển ra bên này 4 người được không? Trời ơi, em khổ quá.